Vượt vào đây, vào đây. Đấy, lấy vợt này, trao cho em. Rồi ôi, con này hàng khủng rồi. Úi ôi, úi rồi ôi, hàng khủng rồi. Ui khỏe lắm, con này khỏe lắm. Úi xời ôi. Ôi. Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Con này trời nắng quá các bác ơi. Anh em này lên trên, nói chung là đoạn này câu này quá tuyệt vời luôn, sông Giá. Thì bây giờ nói chung là nay câu mùi thối anh em nhá. Ai da. Đây là quả mùi của em các bác này. Hôm nay câu đơn thôi à. Vừa em mới làm về. Thế là hai anh em thủ nhau đây câu. Tính câu đơn thôi này, em hãy vừa trộn bột mì vội quá chạy ở đây các bác này. Đó. Vẫn cây cần 6H huyền thoại. Nắng thế không miệt. Trời nắng kinh khủng luôn đấy, anh em nhìn này. Em cho cái lưỡi này 2 mùi nhé. Ừ. Đó. Nó ra dân chơi. Mày đưa anh một con run nào. Em đây. Có thú bóng ở đấy không? Không, mấy cái đây một con đây. Đấy thì em vẫn câu kiểu là một mồi ủ, một mồi run. Ủ thì chuyên gia sẽ bắt trôi chép mấy lại cá khủng, run bắt cá nhỏ. Đó. Đây, quay anh em xem phong cảnh đây. Nói chung là đẹp tuyệt vời luôn mà nắng quá không em. Coi nắng kinh khủng luôn đấy. Tầm nhưng mà đây hôm nay thật sự các bác là em lên trên đây mấy lần rồi. Em lên trên đây mấy lần rồi nhưng mà có một cái điều các bác này, cảnh hoàng hôn trên này rất là đẹp. Nên là hôm nay sẽ quay cho bác xem khung cảnh của quê em. Đấy, hoàng hôn rất là đẹp nha các bác. Mà đợi tầm tí nữa, bây giờ còn nắng lắm. Khi nào mà mặt trời nó xuống nó đỏ hồng hồng đấy thì đẹp vô cùng luôn. Đó các bác nhìn nào. Vào ăn nét. Đây, em đứng ra xa quay cho các bác xem phong cảnh một chút nhá. Đấy, đây là chị sông Giá. Lần trước thì em cũng lên trên đây câu vài lần rồi, nhưng mà em lên vào buổi sáng thôi. Hôm nay làm về buổi chiều, buổi chiều nên phi luôn. Nhưng mà buồn một cái hôm nay đứng ngược nắng các bạn. Đứng ngược nắng quay những cái tối đen mù mịt luôn. Nhưng mà nghĩ em nghĩ là chắc chắn tí nữa các bác nhá. Chắc chắn tí nữa hoàng hôn nó xuống một đoạn kia được quay thì đẹp, cực kỳ đẹp. Đó, nó đỏ như hòn nửa đấy. Đấy, em đang đợi cái lúc hoàng hôn xuống này quay cho anh em xem. Nhưng mà rất tiếc xa xa kia ông này ông đánh cá hay là ông đi kích bây giờ. Mở quá nhỉ, đang chèo thuyền chắc là đi đánh lưới thôi. Rồi bỏ đi, kệ, mình câu cứ câu. Đấy này hai anh em đi các bác này. Đùa thôi, em đi cùng nó vui mà mình đi đây cũng sợ sợ rồi. Trong đây nó hơi hoang vắng. Thấy các bác, đi trong đây vừa em đi từ kia ra nó hơi hoang vắng, một mình ở đấy cũng hơi sợ đấy. Hai anh em đi hỗ trợ nhau. Biết đâu gặp cá to nhé. Quay phao anh em xem nhá. Này các bác này. Này thằng này nó được em gạn đi câu ấy, chuẩn bị mà đống run toàn run ngon này. Anh em nhìn chưa? Nhìn nó phê chưa? Đây, đi câu mà có cái đàn run này câu này mà. Quá sướng rồi các bác này. Đấy, thằng ăn béo đây. Chỗ này nó cuốc không biết là cuốc đâu ấy. Em cuốc ở cái bãi sắc. Bãi rác. Bãi rác ấy. Ừ, rác nên xong có. Rồi là có phân bò nữa nó ỉa ở đấy. Nó căn bò ở đấy xong rồi là cuốc những cái đám phân bò, cứ đám nào có phân bò là đến cuốc. Nếu mà phân bò ở run nó hay ăn ở đấy. Cảnh đẹp vô cùng anh em này. Cảnh đẹp vô cùng luôn. Đó nhìn chưa, này câu mấy cần nhỉ. Thì răng khắp mọi nơi. Mới gọi sóng gió quá. Này mà lên được hàng đẹp vô cùng luôn. Vừa con nháy nháy cái này hết. Mồi vẫn còn. Anh em thấy sự lợi hại của mồi chua khiếu bột mì chưa? Anh em nhìn này, đấy. Nó chỉ giật mạnh nhưng mà nó không mất được mồi. Dã man. Vừa còn nó đập đập phát mà tẩm hết mồi.
mà nó lại không hết. Cần kia nó đang vướng. Đang vướng. Người nào? Vướng như vậy mà anh để là nó lôi vậy. Ấy, con này là con này đang cắn không này? Không? Đang đi rìu không? Đi rồi! Đi rồi, đi rồi, ghé mày! Đi rồi, đi rồi! Cắn đang vướng nhỉ? Đang vướng. Người nào? Vướng như vậy mà anh để là nó lôi vậy. Ấy, con này là con này đang cắn không này? Không? Đang đi rìu không? Đi rồi! Đi rồi, đi rồi, ghé mày! Đi rồi! Con này bán, con này bán. Anh lấy vợt nhá. Con này bán, con này quá. Alo, tao tao thấy. Gì vậy? Ui ôi. Ui ôi, ui ôi. Con gì đấy mày? Ui ôi. Con này con to, con này con to, con này to. Ai à? Xong rồi. Lấy cái vật, lấy cái vật, lấy cái vật, lấy vật, lấy vật nhỉ ở trong. Con này to rồi. Ui. Anh nắp vợt đi, cầm cầm nhá. Lấy thằng cầm quá, cầm thằng. Ui. Để đó rồi. Con này, con này được đấy. Đủ hết rồi ta chẳng. Còn miếng cần đớn không lôi nó lên đâu. Em lôi nhẹ nhẹ nhé. Ủa quá chứ. Nó ngáo kinh vậy. Cái gì đấy? Phít à? Ngoài con này không phải có phít đâu phít. Đưa đau lắm. Kỳ nghi lắm. Em không không tin tưởng vào tay nghề đâu nhá. Ui. Gì ấy? Có gì này? Ui. Ui ui. Nheo 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 thôi. Nheo à? Ui nguy hiểm chết người. Ui nhầm. Từ từ. Tao đo mau cẩn thận cẩn thận. Ok. Úi giời. Úi giời. Ui. Lần đầu tiên anh nhìn con cá chê cá nhau vậy. Ừ, không biết. Úi giời quá. Đứng rồi đứng không mất. Đứng rồi đi. Đúng là cũng phải căng cước. Không mất ngay. Đừng để nó trùng trùng nó mất. Nửa 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 đứa nó vào đi. Cá nó sống không? Nè rất mùi này. Cái này nguy hiểm lắm. Từ từ kĩnh. Nó mất, lộn người ấy, lộn người là hay bị mất lắm ấy. Đi đi. Đi đi. Ui ui, khỏe lắm, nó còn khỏe lắm. Từ từ. Ô khỏe lắm. Vừa lô quá. Ui giời, ui giời. Chưa ăn được, chưa ăn được đâu. Chưa ăn được, con này chưa ăn được. Nó bật đấy. Cẩn thận. Chớt chớt. Chớt 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 chớt. Ui đây rồi. Úi giời. Ui đây rồi bác ơi. Ui ơi. Chết 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 chết. Ui giời. Ui giời anh em ơi. Ui con gì này anh em ơi. Ê chết. Chết cụ tổ. Ui giời. Này hên thế này. Ui, công nhận các bác này, trong tầm chiều tối cho câu là được trên luôn này. À, trên này thì ăn tầm chiều tối. Cầm cắm hết. Hạ cắm nhanh. Lấy cái túi, lấy cái túi. Tại trần hãy run. Cần cần nó cắn không? Cắn rồi. Mất à? Mất cả mồi. Úi giời. À, ngay đầu tiên em đợi mấy tiếng hồ, ngồi mấy tiếng hồ nắng nồi ở tầm tối sau nó cắn các bác này. Úi giời. Ui cha mẹ ơi, con gì này. Ui đã chưa các bác này. Anh em bàn tay của em này, con này nuôi phê thật đấy. Ui, này nó đang để lấy nó tự nó tự động quá sàn. Am an chưa. Bàn tay con này to quá, cầm câu cắm đi để anh đỡ. Anh cầm máy cho anh. Rồi, để anh cho đây. Cho đây đỡ. To quá. Chế của mình nhau đâu, đây chế ta ấy. Cho vào rớt hỏi.
là một con này kinh thế. Tầm tối này con này có cá cá chắc lắm. Mồm này chắc, đóng này chắc lắm. Chắc lắm. Không ra được. Thôi rồi. Anh em mình này, nó mắc cái tí khớp mà gỡ không ra được. Ừ, cà phê đã mặn. Ấy giời. Ôi giời. Rồi. Quá. Quá. Quá wow, anh em ơi, nhìn đấy. Wow. Hình nó vật vã, hai thằng vật vã. Có vật với vật con này, hôm nay xác định là mất con. Sướng quá. Wow. Đâu. Cho. Tôi cho ngay rõ bác nhá, không mất. Ngay rõ không mất, đồ to thế. Rồi anh em nhìn này. Wow. Mắt thì còn nói chuyện gì nữa. Chờ bố mất rồi. Ui dồi ôi. Anh chơi đánh mắt xa bờ vậy. Thế mà cần mày đúng không? Để gần em mà. Không sao, để đấy. Để cũng được. Câu cũng một, lỗ đâu mà. Úi xời, lại có anh em. Chậu giờ. Này các. Vớ vẩn này kiếm con chê nữa ngon nhỉ. Ấy giời, tiệt. Con vừa lấy nó cũng ăn kiểu này này. Nhưng mà nó rê ngay cơ. Con này đang có vỉa. Chưa. Cảm giác là con cá tổ sướng thật đấy. Anh em này phê cực kỳ luôn đấy. Con này nó bập bập. Kệ nó. Ừ. Cá con cứ lừ lừ là chết, lừ lừ là chết. Lừ lừ là chết. Đấy giờ. Ôi giời bằng. Ôi bóng 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 cụ. Ôi giời anh em này. Bóng cụ luôn, cái lưỡi to này của bố ăn này. Ha ha. Úi giời, bóng cụ này bác này. Lưỡi to này nó lóng rồi. Wow wow, anh em nhìn nha. Bóng này ngon chưa? Nhìn mồm to sợ rồi. Ôi cái mồm này. Này mồi ủ này mà cục to thiếu mà luốt được. Đã man thật, đã man con ngàn. Cái này, cá này ăn rất là ngon anh em nhé. Cá này có nhiều kho ăn tuyệt vời luôn. Mồm nó to thế. Yeah. Còn nữa cho vào rõ anh em ơi. Cũng nhận cầu lỗ này hay. Trời sắp tối mới đâu. Ừ. Cầu này đẹp đấy. Cái lỗ đánh hay phết anh em. Cá mú đều đặn. Đúng rồi đấy. Phao đẹp. Ngắm phao đẹp.
ấy con này đang dập. Mồi ủ này sợ nó dập nhiều nó cũng tan hết mồi anh em. Bền thì bền thật, nếu bột mì bền thật mà nó dập nhiều sợ nó tan mồi. Cả con đấy. Cuộc sống này đi ngắm phao này sướng anh em nhỉ. Nhìn cá đi phao phê. Này chỉ em nó hơi nhỏ nên phao nó bành bành. Nó phải đi phao nữa, cá cắn mày lúc mình dập không chết mà phải đi phao phát nữa. Thằng con cá con tẻ rồi. Sư nó mồi. Vẫn hàm mồi lắm. Úi con gì á, sạch bằm. Tỉa mồi gớm nhỉ. Câu mồi hủ này là nó cũng khó chịu anh em, các con nó cứ tiệt tiệt này. Giật nó không ấy. Nó cứ băm người anh em nhìn. Mồm nó bé quá nó không hấp được mồi nhé. Nó cứ việc kìa. Nhưng mà chết. Úi giời. Đây rồi. À, không phải cả em ơi. Ai à. Không phải cả bé. Úi giời. Con này khủng. Ui anh em nhá. Cần cống tít tu lu. Tổ. Quá kinh. Đây. Mày cầm xúc anh cái vợt, cầm vợt xúc đây. Không mất. Cẩn thận. Ui. Chụp à. Ui. Chúc nó trong mũi bèo thôi.
cẩn thận, cẩn thận. Bình tĩnh, nó rút con đây rồi, không ra được, con này to lắm. Ui, nó đi, nó cày không kia kìa. Hay em nặn. Ui, nặn lắm chi, ui ôi, ui anh em nhìn nó thu quận rồi. Ui, nó quận hết gốc bèo kìa. To lắm, không lên được, ui. Ui, nó móc trong đây rồi em ơi. Chứ nó cuốn đây rồi. Nùa nó ra đó. Ui, các bác. Ui, này sướng nhờ phê. Đóng hàng rồi, nhưng mà cuốn đây rồi. Không gì mất rồi, xong to rồi, ui mất rồi, ui phí thế nhỉ, mày lội mày gỡ dây anh nhé, lội ra gỡ quân nhá, ơi trời ơi gỡ quân gỡ dây anh phí quá, đau nhỉ, đau hàm cuộc sống này nó muôn trang. À không, vẫn còn bước, nó vẫn còn em ạ. May quá đi, em chưa được cái quần. Ui, đấy, ui, anh em nhìn kìa, nó cuốn kìa. Mày xuống mày nhổ anh cái gốc này ra nhanh. Chết rồi, vẫn còn. Anh em ơi, nhìn vừa cần con tít phê chưa. Xuống chưa? Mình chưa nhìn thấy hình. Thanh niên nhanh hỗ trợ ngồi mà quay em quay cá vậy? Hỗ trợ anh nhanh đây anh em nhé, may có thằng em hỗ trợ này, nó vẫn còn đấy, con này vẫn còn chưa ra được, nó cuốn bèo thôi, cái đuôi nó mắc xịt thôi, xịt anh là xịt cú xịt. Ui ấy mày quá nhá, anh giữ cần con này, nó mà tụt cần nó là mất còng tít nùi 6H cho bác này, con này to lắm. Vẫn móc đấy. Ui giời. Nó vẫn móc đấy. Con này to đấy, không phải bé đâu. Còn không? Con đi con. Nhồi, con nhọn đấy, khỏi cái cụm này. Từ, cụm xong để anh đưa vợt nhá. Ừ. Khá mất. Ơ, à, nó đang cuốn. Ai, ui, con này to. Ui, nó giật đầu cần. Ui. Nó hết cái cụm dây rồi, đừng cầm một dây, khéo nó quậy phát nào đứt dây đấy. Dạ chưa, mày cứ nhổ mấy cụm để nó ra lấy vợt. Đừng cầm một dây cưa nha, nó quậy phát đứt là mất. Quá đẹp, con này vẫn còn bao tưởng cũng tưởng mất cơ. Lại. Vớt đây, đấy lấy vợt này trao em. Trời ơi, con này hàng khủng rồi, ui rồi, hàng khủng rồi. Ui khỏe lắm, con này khỏe lắm, ui xôi ui. Ôi. Chưa nhìn thấy hình. Bước cẩn thận để anh cho nó lỏ lưới nặng. Ui. Con này khỏe lắm em ạ. Ui nó đi. Ui. Đợi anh cho để anh theo chỗ mày cho nó khỏe phao đó. Cho nó lỏ lên mới vớt được. Nó đi kinh lắm. Anh em nhìn cần còng tích tô lù mù này giật. Mẹ này anh. Ui, đừng có đến chỗ em nhá. Lên chưa? Nheo sao ấy. Lại nheo rồi nhẹ. Lại được con nheo đó. Nhau quá. Đây rồi. Ui. Con này khỏe quá. Đứng mày để lên để anh thì ui. Còn khỏe quá nha mày. Con nhà đẻ lên con tí nó phóng. Không lên ui. Này cứ cho một lúc nó mệt ngáy mà bở thằng tai ngáy mà. Bở cái con tí chẳng biết nó bở hay là anh bở. Ui nó đi kìa. Kéo dài vượt đó, mày kéo dài vượt đó. Dài kìa nữa. Ấy, xoắn để đưa vượt dài ra thì mới bắt con này. Khỏe lắm. Hết cỡ như vậy. Cũng khỏe lắm các bác ạ. Dạ. Ủa, được gì. Cong đát ở cần này. Không lên nổi, cần cong tít mù không lên nổi anh em này. Ui giời ơi, lại. Ui lại móc rồi. Ui con này khỏe quá. Đi không lên nổi rồi. Không lên được hình đó. Thôi thì cố gắng. Đấy rồi. Nha. Ê rồi. Sao cái này nó toại. Này nó khỏe quá. Ui. Chưa vào. Con này nó đi mạnh lắm. Ui giời ơi, tí anh ra.
anh nay em về thì em tiếp bác. Ui này khỏe quá, trời góc rộng này xài méo phệ. Ui các bác nhìn này. Kìa vào cái cống kia, vào cống. Ui. Cống là tí em lại nặng xuống ấy. Ở đấy hơi sâu ấy. Sâu đấy. Lụt đầu. Không lên được mà con này cháu không lên được. Ui. Bảo không lên được đi. Thẳng, đi thẳng luôn này. Ui khỏe, ui giời. Ấy à, ấy à. Lên chưa? Bình tĩnh, cái dòng xuống nó mệt, con này khỏe lắm, không lên được ngay đâu. Giống này nó khỏe thế. Ôi, nặng hết cả cần. Ôi, lên. Lên cái con thủy, con tên. Ui. Con chết tiệt nó khỏe thế nhỉ. Ôi dạ, sao vào xong rồi? Lừa cái vật xuống, lừa cái vật xuống. Giật rồi. Nó ở đâu vậy? Đấy. Từ. Ui. Ui. Con cú lặn. Ui. Quá đẹp. kéo vào đừng nhấc như vậy cái vật. Ui lại chê không phải nhau. Ui chê anh em ơi. Không phải nhau. Ui lại thêm con nữa. Ui hai chú cụ tổ. Ui con này bé hơn con vừa lấy. Con này bé hơn con vừa lấy. À, ui cao chê, ui hàng mà tôi nhận mồi đánh chê cũng hay phết nhỉ. Rồi lên anh em xem mồi ủ đánh chê hay phết nhỉ. Ai giả kêu gì, ui thịt nó rậy quá nhỉ. Rồi để em này em gỡ này nghe đã quá, quá phê luôn đấy. Một dòng cá to nó sướng thật. Ui giời. Cá chắc khoác. Tưởng dao bọn này nó dày nó chắc khoác. Ôi nó cắn. Kinh thật. Ây ui giời. Ồ. Quá đẹp cho một cuộc tình. Cái mồm nó to ấy. Mồm to thật. Này qua nhìn này, mày có thằng em mua chợ này không thoát con này chỉ rét. Rét không? Anh hỏi vậy, anh hỏi. Mày mày bỏ con đuôi ra mày mặc quần kia thôi. Không. Đâu bỏ. Này, anh cho ôm con cá này đút vào đó. Thành quả của mày ngày hôm nay tí mỗi anh em con nhanh. Ôm á? Ôm cho đấy. Em rồi. Em ôm mở một trơn. Cầm đỡ hẳn thôi. Đây thôi nhìn đỡ hẳn thôi. Úi giời ơi, giờ anh em xem này. Bình tĩnh, giờ con này. Đấy gỡ, đây các bác nhìn này. La lì. Các bác nhìn con này bên càng to chưa, đút rõ cả mất. Quá đẹp cho cô tình. Nhưng mà em không trăng được. Để anh trăng. Thôi hay tí mẹ này vọt mất thôi rồi. Ê, thả nhẹ thôi. Mèo, ui dồi, trơn thế nhỉ. Ê, các bác nhìn này. Hai chú. Anh em nhìn này, hai chú to chưa. Ê, cầu đêm cầu tối chỗ này hay đấy. Ngon. Ôi, trời tối mù mịt này anh em này. Về thôi, mũi đốt sưng cả chân này rồi. Sợ quá bác ạ. Bật flash qua xem. Nó chả nhìn chết tiệt. Mũi đốt sưng chân này về, hai anh em đang thu đồ vậy quá này. Đó. Cái câu cạn này rất là phê rồi. Này nói chung là cũng có quả. Được mấy ít rofi nữa, nhưng mà rofi nó bé quá thì không thả bác ạ. Đấy. Bé quá thả. Nè, nhìn nhé. Quả hôm nay nhá, hai con tươi luôn nhá. Để mà lấy ISO sáng này bác đấy. Qua nhìn ISO sáng này bác. Tươi luôn anh em. Con này thật có bác là nấu rượu mận. Một là nấu rượu mận, hai là về nướng hơi phê luôn. Đấy, anh em nhìn này. Ráo ra mà. Đã quá này, nấu lắm này đã như trận như hôm nay. Nếu bác nhìn xem, em bê lên. Ngon quá. Thôi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Này em cầu sướng quá rồi, nấu lắm này cầu. Tuy rằng này không được chết nhưng được hai con này này là cũng là ngọt nước lắm rồi. Lên bờ. Anh em nhìn này. Nó kêu đấy. Ôi, nó tươi. Ôi, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo. Bye bye.